Chỗ này là chỗ của tụi tao. Mày là ai? Mày vô đây mày lấy. Cái thứ dính được. Nó còn nít mà, biết gì đâu. Nít cái gì mà con nít quỷ gì cơ. Mày là cái thứ đầu đường xó chợ đồ ngốc vậy. Tao ngứa mày lâu lắm rồi nha. Bây giờ tao không những tao lột đồ của mày mà bây giờ tao còn muốn chích mẹ mày nữa nè. Ê. Nè nè. Dạ. Đồ của anh trai nè. Cảm ơn anh nha. Anh giỏi ghê á. Một thân một mình mà làm hai ba công việc. Thôi ráng lên. Còn sức á thì cứ làm, kiếm tiền cưới vợ. Dạ, tôi nghèo muốn chết, vợ con đâu ra cho anh ơi. Nghèo vật chất nhưng mà giàu lòng nhân hậu. Người ta hay nói vậy chứ người ta. Ôi, cái gì vậy? Ủa? Chú bắt nó lại giùm con, chú nó giật đồ con đó. Giật đồ à? Con quỷ cái, mày đứng lại. Ê, Châu. Mày giật đồ mày chạy nhanh dữ mày. Sao không lo học hành đi ăn cắp ăn trộm vậy? Chú biết cái gì mà xen chữ của tôi? Chú muốn xen chữ con, nhưng mà xóm mình trước giờ bình yên, con làm gì đâu được. Bình yên cái con khỉ á chú. Tại chú chưa thấy thôi, chứ không có bình yên chú nghĩ đâu. Thấy gì con sai còn cãi nữa. Con nhỏ này. Để con mất dạy. Trả lại cái túi cho tao. Để, bình tĩnh. Để tôi. Nó còn nít mà, biết gì đâu. Nít cái gì mà con nít? Con nít quỷ gì cơ? Trả lại cái túi cho tao mày. Nè, trả túi cho người ta. Tôi không trả. Thôi cái con này mất dạy nè, bị bắt rồi mà còn cướp đâu nữa. Cứng đầu cái gì? Bà tưởng bà tốt lành lắm hả? Bà cũng đi lừa người ta thôi. Nè, mày nhỏ mày ăn nói cho cẩn thận nha. Chính mắt tôi thấy bà lừa cái cô bán rau ngoài kia. Sao bà đẹp mà bà vô duyên quá vậy? Cái túi cho tao. Mày á, đừng mày có tao thấy một lần nào nữa nha. Mày là cái thứ đầu đường xó chợ đồ ngốc vậy. Này con cháu y chang nhau vậy. Ê, tôi không liên quan nha. Thôi, con về đi. Mốt đừng làm cái chuyện này nữa. Tất cả là tại chú hết á. Tôi làm gì kệ tôi. Nói gì chú bắt tôi, bây giờ chú vừa lòng chưa? Chú không muốn xen vào chuyện của con, nhưng mà con cũng giống như con gái chú vậy. Chú không muốn con làm những điều xấu, hiểu không? Nhưng mà tôi không phải con gái của chú. Từ bây giờ chú đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Bữa đó tôi xui lắm tôi mới gặp chú á. Chú bớt lo chuyện qua đồng lại đi. Nhất là tôi nè, đừng có xen vào chuyện của tôi. Châu, ngoại con sao rồi? Ngoại tôi hay ngoại chú mà chú lo quá vậy? Chú đừng có xen vào chuyện của tôi á, là tôi vui lắm rồi. Vậy nha, chào chú. Con bé này sao nó cứng đầu vậy trời. Ngoại, con có mua thuốc cho ngoại nè. Tiền đâu mà mua thuốc? Giờ bữa nay sao không đi học? Thì con đi học xong con đi lụm với trái. Hồi đó ngoại còn khỏe, ngoại đi làm nuôi con. Bây giờ để cho con làm vậy không có được học hành cho tới nơi tới chốn nữa. Ngoại không được nói vậy. Được sống với ngoại là con vui lắm rồi. Cái gì đây con? Cái tay con sao vậy? Bị cái gì vậy? Con bị té. Sao mà té? Thì con chạy con té. Bắt cái gì mà phải chạy? Thì hồi chiều con nhặt cái chai á, xong cái thằng kia á, nó giật của con rượt nó con chạy con té. Tội nghiệp con quá à. Ngoại già rồi, ngoại không có giúp gì cho con được. Nên để con đi ra ngoài lụm nha chai. Nên không có học hành tới nơi tới chốn gì hết. Hồi đó bà ngoại nuôi con hả, bà ngoại kỹ lắm luôn á. Một cái chút xíu thôi bà ngoại cũng không có chịu nữa. Hồi đó con dễ thương dữ lắm hả ngoại? Ừ, đúng rồi đó. Dạ, chào ngoại. Ủa, Long qua chơi hả con? Dạ. Vô đây con. Chú qua đây làm chi vậy? Cái con nhỏ này, ăn nói với người lớn như vậy đó hả? Ăn nói như vậy là ngoại không có thương đâu á, ngoại buồn á. Chú Long qua đây để thăm hai bà cháu mình. Dạ, chắc không vậy đâu ngoại. Chắc bé nó mệt không? Mệt cái gì mà mệt. Nè, mấy mốt mà nói như vậy á, là chết với ngoại á. Em nó còn nít mà. Mà bữa nay ngoại sao rồi? Ngoại đỡ chưa? Ngoại đỡ nhiều rồi. Con Châu mới mua cho ngoại đồ ăn nè. Còn mua thuốc nữa. Châu mua thuốc? Hả? Hai chú cháu có chuyện gì vậy? Thật ra thì... không có gì đâu ngoại. Chú ra đây. Tôi nói với chú sao? Đừng có liên quan tới bà cháu tôi nữa rồi mà. Còn sao vậy? Chú qua thăm ngoại thôi mà.
Mà chú đã nói gì đâu? Nói gì là nói gì? Chú tính nói gì? Ồ, con sợ hả? Sợ là sợ gì? Nè, nếu đã sợ thì mốt bỏ ngay chưa? Hôm nay hên á là tụi nó cảnh cáo thôi, chứ nó quýnh cho bắt lên phường rồi lúc đó sao xui. Mệt chú à, kệ tôi đi, chú đi về đi. Bé này cứng đầu vậy trời. Nhỏ chứ đi tù chưa sợ hay sao? Ê, 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 cháu, cút xuống. Tao dặn mày không được ăn cắp con trâu em mà. Cái gì nữa vậy chú? Tôi cũng dặn chú là kệ cha tôi rồi mà, sao chú ngộ quá vậy? Chú biết là vậy nhưng mà tôi thấy mày làm vậy tao thấy không được, hiểu không? Ủa chú ngộ quá à, tôi làm gì kệ tôi. Tự nhiên con chú chết nó không liên quan tới tôi hết trơn á. Mà chú bắt tôi không được làm này, không được làm kia. Không phải phải hành người tốt, phải hành cái này. Ê, nghĩa là mất dạy mày. Cái này chú muốn tốt cho mày nên chú mới nói vậy. Mệt chú à. Chú có biết đó, cái ông chủ nhà này cũng xấu tính lắm không? Nhà cao cửa rộng vậy nè, mà đi ra ngoài đường, ngoài chợ á, trả giá từng đồng với người buôn bán á, tôi thấy ngứa mắt, tôi phá thôi. À, mày hay quá ha. Người ta làm gì kệ người ta, miễn không ảnh hưởng tới mình là được rồi. Mệt chú à. Hả? À, bớt nói chuyện bao đồng đi chưa? Làm gì em trộm ra? Cắp trộm hả? Đâu có đâu anh, không có. Cắp anh trộm còn chó nữa mày? Không có. Vô cái nhà tao ra nha. Biết. Muốn gì mày? Cái nào là của mày? Cái này của tao chứ cái nào? Chỗ này là chỗ của tụi tao. Mày là ai? Mày vô đây mày lấy. Chỗ nào là chỗ của mày? Tao thích lượm ở đâu là quyền của tao. Cái thứ dính lột, trả đây. Ê, tao ngứa mày lâu lắm rồi nha. Mày muốn gì mày? Ngứa cái gì mày ngứa? Trả lại cho tao nghe chưa? Cái thứ chấn lột. Bây giờ tao không những tao lột đồ của mày mà bây giờ tao còn muốn giết mẹ mày nữa nè. Ê, ê. Gì vậy? Ê, ê. Nè, châu. Bỏ đi. Chú làm gì vậy? Nó lấy hết của tôi rồi kìa. Còn dí theo nó quýnh còn sao? Chú biết cái gì mà nói? Tôi lượm từ sáng giờ được có nhiêu đó thôi đó. Trời ơi, mình lượm mà mất rồi thì mình lượm lại có sao đâu con. Chứ còn dí theo nó quýnh còn nguy hiểm biết không? Chú nói hay quá à. Bao nhiêu đó dây chai á là bữa nay tôi với bà tôi không phải ăn rau nữa đó, chú biết không? À, chú xin lỗi, tại chú lo cho con. Chú lúc nào cũng phá tôi hết á. Từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy mặt chú nữa. Tôi ghét chú. Ngứa quá. Dạ, chào ngoại. Ủa, Long, qua chơi hả con? Dạ, con có mua ít đồ ăn biếu ngoại. Qua chơi là được rồi, còn mua làm chi cho tốn tiền. Mà bữa nay con không đi xe hả? Dạ, hôm nay trời mưa nên cũng ế lắm ngoại. Thấy mà tội nghiệp. Vợ thì bỏ đi, con thì mất. Ở bên bển có cái gì á, chạy qua đây với ngoại với con Châu nghe không? Dạ, con biết rồi. Thưa ngoại con về. Cái gì vậy? Qua chơi chưa đóng đít rồi về. Dạ, con có cuốc xe đi tỉnh. Lâu lâu mới cuốc xe ngon ngoại. Vậy hả? Vậy thôi về lẹ lẹ đi, để người ta đổi ý là mình mất cuốc á. Dạ, con về ngoại. Về nha cháu. Về đi chứ ở đây làm chi. Cái con này, bữa nay sao vậy? Mốt chú đừng có mua đồ ăn qua đây nữa. Con không muốn mất nợ đâu. Con tự lo cho ngoại con được. Đau ngoại. Ai dạy con ăn nói cái kiểu đó vậy hả? Dạ thôi thưa ngoại về. Nè, chú mua cho con nữa ăn nha. Châu, chú cho con nè. Ở đâu mà chú có nhiều quá vậy? À, chú trả hàng cho người ta xong thấy người ta bỏ nên xin về. Thôi con không lấy đâu. Biết đâu á chú chôm của người ta, tao quýnh chết. Bậy, đài nào chú chôm đồ của ai? Mà con cũng biết sợ nữa hả? Sợ chứ sao không sợ chú. Con làm cái gì cũng có lý do của con hết á. Trời, lý do lý chấu đồ. Ngồi đây. Nè, chú có mua nước cho con nè.
Dạ, bữa giờ con cũng suy nghĩ dữ lắm á. Con xin lỗi chú nha. Con không biết suy nghĩ mà còn hỗn hào với chú nữa. Chú đừng giận con nha. Con nít mày đặt suy nghĩ gì. Con bằng tuổi con gái chú thôi. Từng này tuổi mà phải mưu sinh kiếm tiền. Thương con không hết trách sao được. Mà chú, sao con chú mất vậy? Tại ngày xưa hai vợ chồng chú nghèo, rồi cãi lộn ba lại bỏ đi. Con gái chú thì chỉ theo chú thôi. Chú thì nghĩ với gia đình. Vậy mà vợ chú bỏ đi biền biệt. Số con bé nó cũng khổ. Được vài năm thì phát hiện ra bệnh hiểm nghèo. Chú thì không lo tiền viện phí được nên... Con thấy có lỗi với chú à. Chú, từ nay về sau á, con hứa sẽ ngoan, không kiếm chuyện với ai nữa. Con cứ ráng học hành tốt là được rồi. À, mà ngày mai á, chú sẽ lên phường, chú xin mạnh thường quân hỗ trợ cho con và ngoại. Được phần nào, đẩy con phần đó. Thiệt hả chú? Vậy là từ nay về sau, con có nhiều tiền, mua thuốc, mua sữa cho ngoại đúng không chú? Đúng rồi, con chỉ cố gắng học hành đàng hoàng được rồi. Sau này còn lo cho ngoại. Mày nữa hả? Nãy nghe nó không lấy mà. Không lấy thì tao lấy. Mày chích cho mày với tao nè. Quýnh với vừa thôi nha. Đời mà buồn chi, phải có khi chìm sâu dưới đây thì ta mới biết điều gì. Bạc tiền vẫn chân làm lòng người nhiều điều hoa. Mặc kệ đời thế mà. Cuộc đời hai chữ có và không. Được mất hơn thua ý tại lòng. Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt. Có còn giữ được chút gì không?